đối diện với ba mẹ. Tính là tư thế mà mọi người ba mẹ đều thích đó, tại vì bé sơ sinh mà lúc nào mình cũng muốn nhìn được thấy con của mình đang ngồi ghế có thoải mái không, mình muốn cho bé được đi hoặc là mình muốn cho bé ăn. Ở đây nó đang hướng sai nè, mình thấy cái điểm này đang không đúng, muốn cho đúng thì phải ngã nó xuống. Đây, từ cái điểm số 1 tới số 5 màu xanh này mới chính là tư thế dành cho bé sơ sinh và là tư thế hướng vào đối diện ba mẹ. Rồi, bỏ cái chốt khóa ra, bỏ cái chốt này ra. Rồi, muốn kéo dài dây như hồi nãy mình muốn kéo hết cho nó dễ dùng. Cố định lại hai bên, cố định lại bên đây cũng vậy, cố định lại bên hông này, cố định lại bên hông này. Rồi, khi cố định lại xong, mở nó lên. Mình sẽ xem hồi nãy giờ mình đang là hướng nào. Hiện tại là mình đang dùng cái tư thế là rear facing. Mọi nhìn thấy không? Rear facing thì mình phải dùng đúng, mình phải đúng của nó. Muốn dùng đúng mình mở lên. Mọi người sẽ có hai cách để dùng. Một là mình dùng cái dây đai an toàn để luồn cái tay, luồn cái dây qua để cố định lại. Hai là dùng cái latch này. Thì tùy vào mỗi chiếc xe ô tô sẽ có thiết kế riêng và có cái hệ thống latch này hay không để mình sử dụng. Thì bây giờ mình sẽ dùng bằng dây đai an toàn trước. Mọi người cái dây đai này kéo hết ra. Cái hết ra đúng không? Mình muốn mình tìm cái chỗ luồn qua. Muốn luồn ra được, như hồi nãy mình đã hướng dẫn mọi người, muốn có cái chỗ luồn qua thì mình phải mở cái cúp holder bên này. Mở hết cái cúp holder này ra thì nó mới tạo cái điểm, cái lỗ trống để luồn qua. Bên đây cũng vậy. Mở hết cái cúp holder này ra. Đó. Mà chỉ mình luồn nè, mình mọi người muốn biết luồn đúng hay không á. Bên đây đúng không? Thì nếu như cái dây đai an toàn mà ở phía bên này thì luồn từ bên trái qua bên phải. Nếu như cái ghế này nằm ở cái vị trí bên đây thì mình sẽ luồn từ bên phải qua bên trái, tùy vào cái vị trí dây đai an toàn của mình. Mình luồn qua. Rồi, đó. Mọi người thấy mình đang làm đúng nè. Nó sẽ kéo qua. Rồi, kéo hết qua. Bên này cũng vậy. Luồn qua, kéo hết qua. Đó, kéo qua. Rồi, muốn làm đúng, nhấn xuống. Mình phải kiểm tra là nó đã chặt chưa trước đã. Rồi, đầu tiên là kiểm tra cái độ chặt. Độ chặt của cái ghế đối với cái kia ô tô với cái ghế ô tô của mình. Rồi, cái bước thứ hai cũng là chốt khóa quan trọng. Mọi người thấy không? Mình sẽ nhấn lại. Nhấn cái này xuống, chốt nó lại đây. Nhấn xuống. Rồi, cố định nó lại, mọi người thấy. Đó, nó rất là cứng luôn. Bên đây cũng vậy nè. Mình không có thể di chuyển hay là giật cái ghế, giật cái dây ra khỏi cái ghế được nữa. Sau đó, mình sẽ bỏ cái này xuống. Điều chỉnh tư thế ngồi hai kích thước, một là hai cái, mọi người thấy hai cái chỗ này nè, một là luồn bên dưới hoặc luồn bên trên tùy vào cái kích thước của bé. Đó, luồn lên. Rồi, lấy cái này qua bên đây. Rồi, sau đó chốt lại hai cái điểm này, chốt lại bên này. Đây cũng vậy, chốt nó lại, hạ cái này xuống. Rồi, mình sẽ kéo hết cái này ra. Chốt khóa an toàn. Kéo lại. Bước cuối cùng, sau khi mình đã check độ an toàn, sẽ chỉnh cho cái dây cứ chặt vào, kéo vô. Đó, luồn qua, kéo vô. Đây chính là tư thế đúng. Rồi, đã cố định cái ghế ngồi ô tô của mình với cái ghế xe của mình rồi. Mà thấy cái chỗ này không? Cúp holder. Hoặc là mình để cúp, hoặc là nếu như không thích, mình bỏ lại. Dùng hai cái tay, nhấn nó xuống. Như này, đó. Giấu nó luôn. Giấu luôn cả cái dây xe an toàn của mình, giấu nó luôn bên trong. Để hướng dẫn cho mọi người làm sao để cố định chiếc ghế ngồi ô tô của mình và chiếc xe ô tô của mình. Mình sẽ có hai cách sử dụng. Đầu tiên là mình dùng cái dây đai an toàn để cố định nó lại. Cách thứ hai chính là dùng cái miếng clutch kèm theo để cố định nó lại. Như mọi người nhìn thấy nãy giờ nè, mình thấy xung quanh mình không thấy cái điểm nào mà để mở ra hết. Không được những chiếc xe khác á, hoặc những chiếc ghế khác thì họ có cái clutch đỏ đỏ mà mình để đây nè. Còn chiếc này giống như là mình bị giấu bí mật hoàn toàn luôn, mình không biết được nó ở đâu hết. Thì câu trả lời cho cái điểm bí mật đó là nằm ở đây. Mình kéo cái này lên ha. Đây, mọi người kéo, mọi người nhớ nha, mình nhấn nó vào đây thì nó sẽ không bị rơi nữa, nó sẽ cố định lại. Mọi người thấy họ rất là tỉ mỉ trong từng cái chi tiết không? Họ biết mình sẽ mở cái này lên, nếu như cái này nó không vừa thì nó sẽ bị rơi trong khi mình hoạt động. Còn cái này dính lại luôn. Rồi, ở đây có hai cái điểm, mở hai cái điểm này ra, kéo ra hoàn toàn như thế này. Mình sẽ hai cái hướng, hai cái sự điều hướng của nó. Đầu tiên là cách lắp đặt. Để cái hướng bình thường là cái hướng forward, mình là cái hướng mà cho bé nhìn ra ngoài không gian bình thường. Cái hướng thứ hai chính là cái cách lắp đặt để cho bé hướng vào bên trong ba mẹ. Thì mình sẽ xem từng cái chi tiết của nó. Đầu tiên mình sẽ xem cái là forward facing, hướng bình thường. Mình nhấn nó ra, xem có gì đặc biệt bên trong nha. Nhấn nó lên.
bỏ ra. Đây. Mọi người thấy không? Cái điểm của nó. Đây. Phần này, mọi người có biết là tại sao mà mình mở lên không được không? Tại vì mình đang làm sai vị trí. Mọi người nhìn cái chỗ bên đây nè. Mình đang không đúng vị trí của nó nên mình sẽ không mở được. Mọi người nhìn thấy cái điểm nào? Nó hay cái chỗ nếu như mà mình để không có đúng cái điểm của rear facing hoặc là forward facing thì sẽ hoàn toàn không mở được cái bên trong để lắp đặt. Đó. Rồi. Cái bên hai mình vậy, mình mở cái này ra. Nhấn cái nút này, mở ra để cho mình. Hồi nãy mình nói là cái miếng latch nó giấu ở đâu thì nó giấu ở đây. Đó. Điều đó làm cho cái chiếc này vừa đẹp, vừa lại có nhiều tính năng tốt mà vừa rất là thẩm mỹ cao, tại vì nếu mình không dùng á thì mình chỉ còn bỏ vào bên trong. Hai cái phần này chính là hai cái phần để mình cố định nó vào cái chiếc ghế của mình. Mọi người thấy không? Mình bóp lại ra. Đó. Còn cái nút này là cái nút dây. Giả sử như nếu mà cái này nó quá rộng hoặc quá chật thì mình bấm cái nút này để kéo dài sợi dây ra. Để mình cố định nó lại bên trong. Cố định bằng cách nào? Mọi người nhìn cái thấy hai cái hướng này không? Mình cũng đang thắc mắc một cái á, là bây giờ mình phải đưa vào đâu bây giờ? Những chiếc xe khác, những chiếc ghế khác thì họ thiết kế sẵn cái lỗ nhỏ nhỏ bên đây để mình đưa qua. Còn chiếc xe này mình đang, chiếc ghế này mình không thấy. Mọi người thấy bên hông này không? Có hai cái điểm này. Mình không biết là gì đúng không? Mọi người thấy cái đó. Mọi người thấy không? Mình vừa nó tích hợp cho mình hai cái khay, hai cái đợi để cúp nha. Nhấn xuống là cái đồ để cúp cũng chính là cái chỗ để mình luồn cái latch này ra ngoài đây. Đó. Thiết kế của họ cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết trong từng cái nhỏ nhặt như thế. Mọi người thấy bên đây cũng vậy nè. Mình sẽ mở ra bên đây cho mọi người xem nè. Có cái chỗ này, mở mạnh nó ra, rồi kéo ra hàng tay, cái tay nhấn xuống là ra cái cúp, cũng chính là cái nơi để tạo cái lỗ nhỏ cho mình kéo cái này ra ngoài. Đó. Mọi người thấy không, giống như là rất là bí mật luôn. Nếu mình không muốn dùng nữa thì mình bỏ vào trong, đóng nó lại, bỏ vào bên hông, kéo nó lại bên đây ha. Cái cúp này cũng vậy, nếu như không muốn dùng thì kéo nó lên như này, rồi đậy, dùng hai tay đậy mạnh nó xuống mặt vào trong, rất là hoàn hảo luôn. Rồi mình sẽ bỏ vào đây, ví dụ mình không muốn nữa mình luồn nó vào, mình luồn nó vào trong. Bên đây cũng vậy, mình bỏ nó ra, mình lấy bên ngoài đúng không, mình luồn nó vào trong đây, bỏ nó vào. Rồi mình sẽ bỏ nó vào như thế này. Rồi mình đóng nó lại cái này. Còn phần ở trên này mở nó ra, phần này mở nó ra thì mình sẽ luồn. Mọi nhìn thấy bên hông không, nó đang có cái chỗ bên đây nè. Họ hướng dẫn cho mình cái điểm này nè, là dùng cái dây đai an toàn của mình luồn vào cái điểm này trước. Mình dùng dây tay mình luồn qua đây, mình thấy cái tay của mình đang ở bên đây nè, mình luồn qua và từ cái dây đai an toàn này sẽ kết nối với cái điểm ở đây. Họ chỉ mình nè, luồn qua cái đường mũi tên đi qua như này, và từ cái đường mũi tên này mình thấy rõ không? Đó. Cái đường mũi tên của nó đi qua từ bên đây đi qua bên này, và cuối điểm của nó là cái chỗ bên đây đi qua, rồi mình sẽ kết nối lại để cố định. Tại sao họ phải làm như vậy? Vì thông thường á, cái này có gọi mình gọi là hai điểm chốt an toàn. Thứ nhất là đã chốt cái ghế với cái ghế ngồi tô của mình rồi. Thứ hai, nếu như mình nhấn cái này xuống chính là cái chốt khóa thứ hai, nó sẽ cho cái dây đai an toàn bị dính lại luôn và sẽ không khai hoặc là không có ngoại lực nào mà để làm cho nó di chuyển được. Rồi khi mà mình đã kết nối xong, mình muốn đóng nó lại thì đóng như thế này. Đó. Hai cái nút nhỏ, bỏ hai nút nhỏ lại, chốt nó lại ở hai cái nút bên hông. Rồi và cái này kéo xuống là mình đã có một chiếc ghế hoàn chỉnh. Mình muốn đóng nó lại, mở ra, kéo lên. Đó. Bên đây mở ra, chốt nó lại. Tại sao họ lại thiết kế tới hai khóa chốt? Bỗng dưng là họ thiết kế cái này để làm cái gì? Mình sẽ khóa và mình sẽ thử cho mọi người xem. Nếu như không có cái chốt này thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cho bé ngồi? Nếu như không có chốt này, giả sử vô tình mình đang cho bé ngồi mà bé vô tình nhấn cái nút này, ghế nó bị bật ra và sẽ ảnh hưởng, thứ nhất là bé có thể bị ngã ra ngoài, hoặc là nếu mình không có làm gì kịp thì mình sẽ không có giữ bé lại được. Nhưng mà nếu như có cái chốt này lại, giả sử bé vẫn có thể mở ra nhưng mà bé không thể nào tự bấm nó được, mà sẽ vẫn bị cố định trong cái ghế, nó sẽ an toàn hơn. Chính là hai điểm khóa an toàn của nó. Sẽ khóa lại, lúc mở cũng rất là dễ, chỉ cần